Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Điều Hòa Phúc Khánh. Ngày hôm nay, Điều Hòa Phúc Khánh sẽ cùng các bạn tìm hiểu và so sánh sự khác biệt giữa máy điều hòa cơ và máy điều hòa inverter. Thì trong video ngày hôm nay, mình đang lấy là một chiếc điều hòa cơ của thương hiệu Fuliki và một chiếc điều hòa inverter của thương hiệu LG cùng công suất 9000. Như các bạn có thể nhìn thấy, nếu mà chúng ta nhìn bên ngoài thì rất là khó để phân biệt được đâu là máy điều hòa cơ và đâu là máy điều hòa inverter, đúng không ạ? Thì cái điểm khác biệt lớn nhất của hai dòng điều hòa này đó chính là ở máy lén cũng như là ở cục nóng đấy. Khác biệt lớn nhất là ở cục nóng, là máy lén của máy. Thì trước tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu về máy điều hòa cơ trước ạ. Máy điều hòa cơ hay chúng ta còn gọi là máy điều hòa mono, máy điều hòa hàng thường đấy, thì nó hoạt động theo cái nguyên tắc là tắt bật. Khi mà phòng đạt nhiệt độ cài đặt thì máy sẽ tắt đi. Còn sau khi mà cái nhiệt độ cài đặt nó giảm xuống thì máy sẽ hoạt động trở lại. Thì cái này hoạt động là nhờ theo cái cảm biến nhiệt độ được gắn ở trong cái giàn lạnh của máy. Đấy. Ví dụ khi các bạn đặt nhiệt độ cài đặt là 28 độ C thì máy chạy đến nhiệt độ đấy thì nó sẽ ngắt luôn. Đấy. Tuy nhiên sau khi mà nhiệt độ giảm xuống khoảng tầm 24 đến 25 độ C thì máy bắt đầu mới hoạt động trở lại. Do đó thì là cái biên độ dao động nhiệt của máy điều hòa cơ rất là cao, gây cảm giác khó chịu khi sử dụng. Ngoài ra thì là máy tắt bật như vậy thì sẽ gây ra cái tiếng ồn trong quá trình hoạt động, khiến chúng ta rất là khó chịu khi sử dụng. Một vấn đề nữa đó chính là cái tuổi thọ của máy. Do máy tắt bật liên tục nên là tuổi thọ cũng sẽ không được cao như là cái dòng máy điều hòa inverter. Tuy nhiên, một cái ưu điểm mà máy điều hòa cơ mang lại đó chính là giá thành rẻ. Thứ hai, đó chính là khả năng làm lạnh nhanh. Tại vì sao? Khi mà chúng ta cài đặt nhiệt độ xong, chúng ta bật máy thì hầu như là cái máy lén này sẽ khởi động luôn này. Đấy, nên là nó sẽ chạy luôn, mang đến cảm giác mát lạnh tức thì. Thì máy điều hòa cơ này phù hợp sử dụng cho những cái gia đình mà có nhu cầu sử dụng ít. Đấy, hoặc là chúng ta phải tháo chuyển cái máy điều hòa thường xuyên, hoặc là ví dụ như những cái nơi mà nhà hàng hạn chúng ta cần có cái nhiệt độ mát luôn, bật cái lên mát luôn thì chúng ta nên sự lựa chọn máy điều hòa cơ. Tiếp theo là về cái dòng máy điều hòa inverter. Dòng máy điều hòa inverter thì hoạt động ngược lại so với là điều hòa cơ. Do điều hòa này sử dụng cái máy nén biến tần, khi đạt đến cái nhiệt độ cài đặt thì máy sẽ không tắt đi mà nó sẽ giảm tần. Đấy, nó sẽ giảm tần để duy trì cái nhiệt độ cài đặt của nó. Do đó thì cái biên độ dao động nhiệt của máy điều hòa inverter sẽ rất là thấp, chỉ từ 0,5 cho đến 1 độ C. Đấy. Ngoài ra, một ưu điểm nữa của máy điều hòa inverter đó chính là khả năng tiết kiệm điện. Nó đem đến khả năng tiết kiệm điện từ 35 cho đến 60% so với dòng điều hòa thông thường. Các bạn sẽ tùy từng hãng. Có ví dụ như là cái dòng LG mình đang quay đây thì đem đến khả năng tiết kiệm điện tới 70% so với các dòng điều hòa thông thường. Bên cạnh nữa thì là cái dòng máy điều hòa inverter này cũng rất là hoạt động êm dịu và bền bỉ, giúp nâng cao tuổi thọ sản phẩm. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả cao nhất thì máy điều hòa inverter phải được sử dụng từ 8 đến 10 tiếng liên tục. Đấy. Tại vì sao? Nếu mà chúng ta mà sử dụng ít thì là mỗi ngày nó sẽ tiết kiệm điện được rất là ít, mà để bỏ lại cái chi phí đầu tư ban đầu chúng ta bỏ ra thì sẽ rất là lâu chúng ta thu hồi vốn được. Ví dụ các bạn mua một chiếc máy điều hòa cơ thì với mức giá là 4 triệu, tuy nhiên nếu mà chúng ta lựa chọn dòng máy điều hòa inverter thì nó sẽ chênh tối thiểu khoảng tầm từ 2 cho đến 3 triệu hoặc là đến 5 đến 10 triệu tùy từng hãng, rất là đắt đúng không ạ? Bên cạnh đó thì các cái chi phí sau này như là chi phí sửa chữa của dòng điều hòa inverter cũng rất là tốn kém hơn rất là nhiều so với dòng điều hòa cơ. Chính vì vậy, khi mà lựa chọn mua điều hòa cơ hay là điều hòa inverter thì chúng ta cần phải cân nhắc đến vấn đề là nhu cầu sử dụng của mình. Vừa rồi thì Điện Máy Phúc Khánh cũng đã cùng với các bạn tìm hiểu những cái ưu điểm và nhược điểm của dòng điều hòa cơ và dòng điều hòa inverter. Hy vọng đã giúp quý khách có thể lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của gia đình nhà mình. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn hoặc là hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ hotline là 0939 685 838, 0904 755 838 hoặc truy cập website
điện máy phúc khánh.vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.